À, chào các bạn nha, mình đang ở trên kênh lang thang muôn nơi vlog đây các bạn ơi. Hôm nay mình được người quen chỉ cho mình đến nhà của một người có hoàn cảnh cũng khổ nha các bạn. Đến thăm hoàn cảnh đó nha các bạn ơi. Đây là nhà của cô nha các bạn. Cô tên Đỗ Thị Tuyết Chân, năm sau 60 tuổi. Mắt mờ, đi làm mướn mà cũng đủ thứ nghệ cho. Chú là chú Ngà phải không? À, quý nhân Ngà. Dạ. Là giờ chú đi bán vé số hả? Bán vé số. Dạ. Rồi chú là đẳng nha, con với chú hỏi chuyện chút xíu ha. Rồi về với cô Dân luôn ha. À. Dạ. Rồi. Chú là đẳng luôn đi. Là nhà của cô Dân với chú Ngà là ở đây nha các bạn. Là chú Dân chú Ngà là nãy giờ đứng trước cửa để coi nước có ngập không, tại vì cái nhà của cô với chú Ngà thấp lắm, mỗi lần mà nước lên là ở trong nhà là lên bên nước ngập rồi. Rồi các bạn vào thăm nha, con chào hai cô chú ha. Rồi cái hoàn cảnh của hai cô chú là như thế nào ha, để con biết, để con nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ nha. Hả? Số ngày vé đó 700. Nó lớn lớn thì còn không nhiều. Bán với số á, bữa là bán dùng 50 tờ với số. Dạ. À. Thì cái đó bằng cái bán mà chợ bán không được nữa rồi. Và mấy cái bằng mướn bằng hết nổi rồi. Bằng mướn không nổi nữa rồi. Dạ. Rồi đi bán với số kiếm bữa kiếm 50.000 rồi. Dạ. Mua gạo ăn đúng không vậy? Dạ. Rồi nhà của cô chú vậy có con cái gì không hả? Con gã nó cũng nghèo nữa chú ơi. Dạ đi đi rồi ha. Gã trơn rồi. Dạ gã. Ủa gã là sao vậy, là con gái hả? Gái. Gã. Rồi mấy người con cô? Hai đứa. Ba đứa hả? Ba đứa. Ông ba mấy người con mà ông mở mấy con nhớ rõ. Trời ơi, hôm trước là lúc là con vợ tôi là hỏi tên của nó rồi không biết luôn, tại không biết chữ á. Dạ. Không biết chữ, còn mấy đứa con phải nhớ. Không nhớ luôn. Vậy trời ơi, đi ngoài đường không biết ai luôn. Mắc mờ không có làm ăn gì được. Dạ. Rồi như giờ, hiện tại giờ là chú là đi bán vé số ha. À. Dạng như sống qua ngày hay gì cũng sống được không chú? Bán qua ngày rồi, bữa nay mưa rồi, nó bệnh đó nhà. Dạ, là bữa nay ở nhà hả? Ở nhà. Bữa nay trời sáng tốt mà nắng lên nữa, ở nhà. Không có vậy. Hôm qua là ba bán được ha. Mưa cảm mà bữa nay ở nhà chị bệnh ha, chị bệnh. Rồi như còn cô ở nhà đi ai kêu gì làm nấy, không làm gì, mua bậy bạ gì chút đỉnh bán kiếm sống. Rồi như các bạn thấy đó, cái hoàn cảnh của cô chú là ở trong nhà là nước ngập, ở cũng lên bệnh không có thấy rõ nữa. Là nước ở đằng sau nè, nãy giờ mình nhìn ra đằng sau mình tưởng là ai tưới nước không, ai chơi kỳ tưới mà không phải, nước ngập thấp quá nên nước ngập. Lĩnh bệnh trong nhà nè, tại vì nhà đây cũng gần sông thôi cô. Không có, xa sông. Xa sông mà ngập, mưa lên chứ. Dạ. Nó ngập lĩnh bệnh. Mỗi lần mà nước lên cái là lĩnh bệnh vậy ha. Phải nhiều lắm là tát đó. Dạ. Tát đó luôn. Dạ. Trời ơi, khổ quá vậy. Tát đó chứ ơi. Dạ. Bởi hình ra miếng mướn hở cho. Mướn thằng kia dạng như chạy lũ. Chạy lũ. Dạ. Đường gõ đâu dám làm gì đâu. Dạ. Rồi bữa giờ cứ không có, bữa nào không có thì bắt hến thì bán. Dạ. Bắt đứt giò nè. Trời ơi. Bắt có cái đường đâu, mắc kén quá rồi. Nó rút vô đó là còn giấu. Giờ anh bác đi làm không nổi, mấy đằng kia cho chịu mà mua chịu bán được rồi chịu đem trả. Dạ. Chứ không có tiền nữa. Dạ. Nó lấy chịu đó rồi cái đầu cái bán xong cái giao tiền cho người ta, ta mới giao mình. Dạ. Cái này ta giao được 30 bán 30. Dạ. Mình không có tiền mà mình đâu mua mặt được. Dạ. Thành ra khổ lắm chú ơi, chú giúp được dùm cảm ơn. Thì như con cũng đây cũng tìm hiểu hoàn cảnh của cô chú để con đưa cái clip của quê cô chú nè để lên mạng để mà cho các mạnh thường quân ta biết, ta hiểu, để mà ta
người ta giúp đỡ mình. Như các bạn thấy đó là ở trên là dách tôn, cái dách tường, còn ở trên là tôn, mà chỗ nào mà có sáng sáng là lũng bị lũng lỗ đó. Mà ban đêm mà lũng lỗ vậy sao ngủ, trời mưa xuống là coi như là chạy kiếm cái thùng cái thau để mà hứng. Khổ lắm bạn ơi. Tát nước nó đầy cái tát ra tát vô Dạ, hả? tại nhà mình của mình thấp quá hả, thấp rồi mình phải chịu thôi. Rồi như cái ước nguyện của cô hồi nãy mình cũng có nghe rồi, là muốn có cái một số tiền nếu mình nâng cái nền lên cho nó cao cao để mình không có bị ngập nữa. Xin bích tôn đó Mình có đó, có đâu bích có tiền tôn thánh rồi năng mà gì ông chưa có 2 có tỷ đồng mua xi măng mà mà làm. chưa có xi măng để mình làm thôi, chứ mình thấy Bích có tôn một nó số không bích tôn đủ, ở ngoài nè. có Ok, nhưng có mà nhưng mà mình làm không á đủ, mà rồi có đi từ tiền từ cát xi măng từ từ mình nhập vô mình làm tiếp. Con thấy hoàn cảnh của cô chú cũng khổ quá trời, nhà coi như là trời nắng giờ gió thì thì cũng trời nắng thì không không sao. đủ sắp cho á Dạ, nơi giờ cái cậu bây giờ còn thấy trời nhà mình cho mà mưa bão coi như là mình mưa nó ngập lên, nó nước ngập lên mình cũng lình bình chứ mình không có ở ngọn chỗ được. Mưa thì kiếm thau kiếm xô mình hứng, còn ở dưới thì nước nó ngập mình phải kiếm mà gạch đá mình kê lên cho nó cao để mình ngủ, còn không ngủ ngồi được thì ngủ đứng chứ sao giờ. rồi Ngủ đứng chứ sao giờ, chứ giờ dưới nước ngập hết trơn rồi. Cái hoàn cảnh của cô của chú thấy quá trời khổ rồi, nên là các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân mà có xem được clip của mình đó thì hãy đến thăm hỏi giúp đỡ cô chú nha. Là số địa chỉ nhà của cô chú là là số 31 trên 14 C đường Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Các hả? Số 31. Như các bạn ở xa mà có xem được clip của mình á thì hãy đến mà giúp đỡ ủng hộ cô chú.